Om Namasvaya, chào bạn thân mến. Mình là Yogi Nguyễn Hiếu, hiện đang giảng dạy yoga thiền trị liệu và làm đẹp. Bạn thân mến, một trong những yếu tố rất là quan trọng để tạo nên cái vẻ đẹp và sự cuốn hút của người phụ nữ, đó chính là một gương mặt căng láng, mịn màng và một thân hình khỏe mạnh, trẻ trung đầy cuốn hút, đúng không nào? Nhưng do cuộc sống với bộn bề, những công việc, những lo toan đã khắc sâu những nếp nhăn lên trên khuôn mặt và điều đó khiến cho chúng ta bớt đi những cái vẻ hấp dẫn và cuốn hút của mình. Đó là điều trăn trở của không chỉ của những chị em phụ nữ ở Việt Nam mà còn ở trên toàn thế giới. Và họ đã mất rất nhiều công sức để đi tìm kiếm những liệu pháp làm đẹp để níu giữ lại tuổi thanh xuân của mình. Trong đó, yoga là một phương pháp vô cùng tuyệt vời, đó gọi là tuyệt đỉnh trong những cái liệu pháp phòng chống lão hóa và kéo dài tuổi thanh xuân. Trong chương trình yoga làm đẹp cho khuôn mặt, bạn sẽ được luyện tập những động tác dành cho cơ mặt và tác động sâu tới 18 khối cơ vùng mặt. Và điều đó sẽ giúp nâng cơ mặt và duy trì được cái sự trẻ trung, vẻ đẹp đầy cuốn hút của bạn. Không chỉ vậy, với những động tác yoga dành riêng cho khuôn mặt này sẽ tác động rất mạnh tới hệ nội tiết và giúp làm sản sinh những cái hormone hữu ích để duy trì các tế bào của bạn trẻ trung và từ đó nuôi dưỡng cho cơ thể của bạn luôn luôn trẻ đẹp và tràn đầy sức sống. Hãy lấy số tuổi của bạn chia đôi đi, đó là điều tuyệt vời mà yoga trẻ hóa mang lại cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong khóa học yoga trẻ hóa khuôn mặt.